Đầu tiên thì mình cứ dựng một khối hộp đã. Khối hộp đơn giản thôi, có ít mặt lưới. 111 hết. Convert nó về poly. Mình xem lại cái hình này thì nên bắt đầu bằng khối hộp. Và ở trên thì nó sẽ hơi loe ra một chút. Và bốn góc nó loe, cho nên là mình sẽ chạm chem nó để vát bốn cái góc đi. Vì cái phần trên nó sẽ hơi loe ra một chút, cho nên là mình phải chia cái này ra làm đôi để tí nữa mình làm loe cái phần ở trên ra. Mình chọn tất cả các cạnh ở trên, mình làm loe nó ra. Đấy, đây là lý do mà mình chia đôi. Có thể dùng lệnh scale các cạnh hoặc là scale mặt. Không thì dùng lệnh outline mặt cũng được. Đấy, có thể outline mặt như thế này. Tiếp theo thì mình insert cái mặt đáy. Vì cái cốc thì đáy nó sẽ bị lõm mà. Còn mặt trên thì tạm thời mình xóa nó đi để cho nó thủng. Nó thành một cái dáng cốc. Bây giờ mình áp thử cho nó lệnh cell để làm dày nó, làm dày về phía trong. Lệnh cell này khi làm dày thì nó sẽ giữ nguyên hệ thống mặt lưới ở cái mặt trước. Trên là lưới nó rất đều, nó luôn duy trì ở mặt tứ giác. Duy trì tứ giác thì khi smooth sẽ khó bị lỗi. Convert về poly một lần nữa. Rồi insert cái mặt đáy vào trong. Bây giờ thì mình sẽ bevel, tức là extrude và outline để tạo cái hõm của đáy. Insert thêm một mặt nữa vào để cho cái phần dao cắt thì nó không nằm ở đúng cái góc đứng. Rồi khi phần dao cắt ở đúng cái góc đứng của polygon thì nó khi smooth dễ bị hỏng. Để mình smooth thử này. Smooth thử thì nó sẽ bẻ đôi và nó làm mềm đều. Cho nên là các cái cạnh bị móp, cạnh cốc bị móp. Mình sẽ lốp để chọn và chem nhẹ nó đi để giữ lại hình dáng của cái miệng cốc. Đấy, chem nhẹ nó đi. Bật smooth thử này. Thì mình thấy là cái miệng cốc theo cái chiều dọc là nó sẽ cứng hơn rồi. Bây giờ mình chem tiếp theo cái chiều ngang nữa. Chem chiều dọc để giữ cứng chiều ngang. Chem nhẹ thôi. Đấy, smooth thử. Mình thấy là bốn cạnh nó được cứng hơn rồi. Mình chem vào. Tăng độ smooth lên để cho nó mềm hơn. Mượt hơn. Ở phần cổ này thì mình cũng cần cho nó cứng nữa. Để nó loe lên một cách dứt khoát. Đấy.
Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để tạo cái phần quai. Chọn một cạnh ring và connect. Nhớ là khi connect thì mình cứ cho nó một thành một vòng tròn nhé, chứ không connect riêng từng mặt. Bởi vì connect riêng từng mặt thì nó sẽ xuất hiện ngã ba ở những cái phần giao polygon. Và khi đấy smooth nó sẽ dễ bị lỗi. Chúng ta mà connect đều thì nó sẽ khó bị lỗi hơn. Bây giờ thì mình sẽ tạo một đường dẫn để tí nữa sẽ extrude một mặt theo một đường dẫn extrude along SP-Line, tạo cái quai của ấm, quai của cốc. Extrude along SP-Line, chọn đường dẫn. Đấy. Bây giờ thì chỉ cần nối cái mặt này với cái mặt đối diện thôi. Có thể mình nối theo border cũng được, hay là nối bridge của mặt cũng được. Không thì mình bridge border. Bây giờ thì kéo cái quay ấm, à quay cốc cho nó đúng về dáng. Này thì nó hơi móp lên một tí. Cái quay cốc thì nó hơi nhỏ. Chúng ta cứ làm chậm rãi từ từ thôi, đơn giản nó chỉ là kéo điểm thôi. Khi mà đã đúng phương pháp rồi thì cái việc chỉnh sửa nó rất đơn giản, tại vì nó đã thành form hình rồi, mình chỉ chỉnh sửa kết cấu của nó một chút thôi. Turbo Smooth để xem kết quả như thế nào. Ở chế độ Turbo Smooth này thì mình cũng có thể xem trực tiếp để mình chỉnh điểm ở chế độ Poly được. Như này thì nó sẽ trực quan hơn nhiều. Chúng ta không phải đoán lệnh smooth nữa và nhìn trực tiếp lệnh smooth được thực hiện thế nào. Chúng ta chỉ việc chỉnh kết cấu của nó thôi. Kết cấu poly thôi. Connect thêm để cho nó thêm khối. Này cũng tương đối rồi, hình khối cũng tương đối rồi.
tăng smooth lên cho nó mượt hơn, nhưng đừng tăng quá cao. Kiểm tra lại một vòng. Bây giờ thì ở cái phần đáy cốc này nó chưa được sắc lắm vì chúng ta chưa chem, chưa cách ly, nên sẽ cách ly thêm các cái viên đáy này, lốp, chọn cạnh rồi lốp chem nhẹ nó đi. Bây giờ thì đáy nó sẽ cứng hơn, nhìn mượt hơn rồi. Chúng ta cứ làm từ từ thôi, từng bước một và kiểm tra lại nhiều lần.